con ghế giờ mé con tre không ế à, đó con tre không ế bạn. Nè con tre có hai cơ hội kìa. Này. Tre đâu có ế đâu. Tre đâu có hai cơ hội luôn mà đâu ế được. Hai cơ hội gì? Nam nữ chứ. Nam nữ. Nữ. Con gái cũng bình thường mà bây giờ khó. Như hình như ít ở trường mình không có led. Ít lắm. Mới là lesbian ấy cũng cũng đỡ hơn kiểu như là cũng kiến hơn đúng không? Kiến hơn gì đó. Nó là mắt bình thường. Nhưng mà nó kiểu nó lì lì thì cũng gọi là kiểu như mạnh mẽ. Con tre mà chưa. Cái này gọi là ghi âm chứ không quay được đâu. Thấy được cái mai nào đó. Đi học đất bay nói tầm bài bò được. À Phước thì ai đẹp trai được thì Phước anh à. Đẹp trai 9 điểm. Kỳ mong gì? Thì tiếng Anh, tiếng Anh. Không, thầy Phước, thầy Phước tính là thầy được ta cho điện thoải mái. Mít tinh lăng kìa. Hàng đồ đẹp trai là auto con. Bạn đồ đẹp trai lịch sự. Mít tinh lăng già ngu. Mấy gái mấy bên thầy. Ngu không con. Hợp dung chưa? Mỹ dung chưa? À, thấy, tiếp, nói ít thôi, vô tiếp bạn mẹ. Cô dễ thương. Cô mà đồng đồng dễ thương mà. Thầy, thầy, thầy đúng rồi. Lùng lùng múc thải mà. Mà da đen hay là da trắng? Trắng cái nâu múc được luôn múc. Là có tiền. Thầy trai bỏ mẹ. Cô nói dễ thương quá. Nghĩ quay. Nhìn bỏ nhiều múc hết nhìn bỏ dưới mấy cái trò mà trời đang không thích rừng. Anh đang làm cái gì không sao bình thường. Anh ra trường là sợ gì? Mà ra thẳng mà đã thấy em nhiều năm sai gì đã. Hồi xưa mình tin thì biết. Bữa thì đứa mình cũng quay mà thì đứa quay vui luôn. Bữa nào cha tụi em xem lại. Không, anh cho xem mấy đứa này nó biết. Chị đi nhai hỏi. Giờ đi nhậu coi. Ê, bữa nào làm cái gì đó đi. Giống như tụi anh làm tấm ảnh rồi đấy. Tấm ảnh gỗ ấy, làm gì cho nhớ đời đi đi. Hồi xưa trường mình anh nói đẹp phải không? Anh nói mấy anh chị á, mấy anh chị này, bây giờ anh có chị có treo vòng vàng thì giờ cũng rất rộng hết rồi. Mời anh chị biết một nào bao nhiêu giải quốc gia. Rồi bây giờ em làm tấm ảnh gỗ mà làm hơn PU với lại làm cứng là triệu mấy tấm luôn mà 70 cm nhân một mét. Em nói thiệt 40 năm sau cũng không có phai màu đó. Gom tiền liền. Ở trong phòng đó. Hình như là cơ bản K10. Cuối cùng đi ra rồi mới để ý các bạn có chi không thấy. Em ở trường mình kỳ quá đi. Kỳ chứ. Bức ảnh là phải thôi cho nhốt trong phòng truyền thống nó chẳng mà quỷ thật. Không, mà cái phòng truyền thống cũng không ra phòng truyền thống nữa. Nhìn tàn. Truyền thống nữa đâu. Nói hay, nói hay. Đối diện cả trống ấy, trúng trường ấy. Đúng giờ, em cũng vừa vô rồi. Nhưng mà thầy Trương sao đây, thầy Trương hiền mà. Dạ? Trương được cái hiền nhưng mà thầy cũng không có tính. Thầy không quyết đoán, mà cái thầy quyết đoán được. Thầy Trương là anh thầy kỳ đó. Chú Trương của anh thầy kỳ. Con thầy Trương là phó hiệu trưởng ấy. Mà giờ lấy hiệu trưởng rồi mà. À, quá hiệu trưởng luôn. Thầy Dạ Vang đúng không? Đúng. Thầy Trương hiền quá. Mấy bữa lâu lâu dạy thế, vô Dạ Vang. Chú Trương hiền quá mà thầy. Ông đó có gì gì đâu. Thầy giáo luôn. Thì tiếng thì vòng trò văn nghệ đi lên. Hồi mà năm 2 anh điện về á, thầy bảo nữa mới lên nhá. Anh hỏi thầy Nam. Thầy Nam vậy lấy rồi chồng của Thương ấy. Thầy trường mình sao rồi thầy? Cả thầy nữa thì thầy bảo lên thầy tiếng chuyện trường. Cả sao thầy nữa? À thì vòng trò văn nghệ đi xuống. Được cái là không bao giờ cấm dưới trường. Không cấm, nói chung là bọn cấm này lớp ta. Nói chung là đối với học sinh thoải mái đó banh vô tư, nói chung thoải mái vấn đề đó. Chỉ có scandal tiền thôi. Đứng cái gì em? Đứng như người cấm. Mới năm đầu tiên là lần tiên làm. Thấy mặt cho rõ nè. Cười cười thôi em xem lại. Trâm. Huyền. Tại vì đâu có giống đồ vậy, nó tốt. Cấm luôn ra. Lưu lại khoảnh khắc cuối cùng đi. Để hồi tụi em xem lại. Thành đứa có sự dễ đâu tống. Thành đúng không? Hiền đúng không? Khánh hiền. Tiên à. Thành à quen. Hàng hàng.
hàng Bình Chánh, hàng Bình Chánh. Thấy bình thường lắm nhưng sao về miền Nam nữa. Ôi xin lỗi, Bình Chánh là đây chứ. Rồi rồi, xin lỗi, hàng Bình Quý. Chờ tí em. Thanh. Tí Thanh Ngô là em từ từ, tự nhiên là quen em ta. À, Diễm Hào. Đúng rồi đúng không? Xin lỗi. Thôi anh đang không cổ danh Nghĩa. Giang à? Vừa có quần hệ rộng đó. Cần ngon với quần hệ. Mình em nhìn cái cây quần hệ đó là cái cây quần hệ. Tia. Mà có công thì một năm rồi mình tới chức mình nhớ công kinh ấy. Tại thu rồi. Thôi